Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của Dự báo Thời tiết VTV. Xin chào Lê Nguyễn ạ, Dũng Trần. Xin chào tất cả các bạn khán giả mà Hoa Quỳnh đang nhìn thấy trong livestream này. Đợi một chút nữa khi mà có thêm nhiều các bạn khán giả vào tương tác với livestream này thì Hoa Quỳnh sẽ gửi tới các bạn những cái thông tin thời tiết đáng chú ý nhé. Chào Nguyễn Minh Thành ạ, Đào Minh Quang, xin chào bạn. Văn Minh Chu, Helen Nguyễn ạ, xin chào tất cả mọi người. Vâng ạ, Ơn Nguyễn thì có hỏi ngay là Hà Nội thì bao giờ có nắng, có vẻ như là mọi người đang quá là khó chịu với cái thời tiết nồm ẩm ở khu vực thủ đô Hà Nội cũng như là ở phía Đông Bắc Bộ rồi phải không ạ? Và một lát nữa thì Hoa Quỳnh sẽ trả lời tới bạn câu trả lời cụ thể về thời tiết ở thủ đô Hà Nội nhé bạn nhé. Xin chào Đỗ Thế Huy ạ, Nguyễn Tín, xin chào bạn. Vâng, và không để các bạn chờ thêm nữa, bây giờ Hoa Quỳnh sẽ gửi tới các bạn cái thông tin thời tiết gần nhất là trong đêm nay và ngày mai sẽ như thế nào nhé các bạn nhé. Sau khi mà Hoa Quỳnh gửi tới các bạn những cái thông tin thời tiết này rồi thì Hoa Quỳnh sẽ trả lời các bạn câu hỏi về thời tiết ở các địa danh mà các bạn đang hỏi. Bên cạnh đó thì Hoa Quỳnh sẽ có những cái dự báo trong 7 ngày tới. Nếu mà bạn nào có những cái câu hỏi về thời tiết xa, thời tiết trong 7 ngày tới thì hãy hỏi Hoa Quỳnh và Hoa Quỳnh sẽ trả lời tới các bạn nhé. Bạn Nguyễn Sơn Tùng có hỏi là Hải Phòng sáng mai có mưa không và em có 2 giờ giáo dục thể chất vào sáng ngày mai. Một câu hỏi rất là thú vị. Vâng, đợi một chút nữa thì chị sẽ trả lời tới em nhé em nhé. Còn bây giờ thì Hoa Quỳnh sẽ gửi tới các bạn những cái thông tin là ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội ạ. Thì trong đêm nay và sáng ngày mai tiếp tục sẽ có những cái cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù đi kèm. Ở khu vực vùng núi thì sẽ xảy ra cái tình trạng là sương mù dày khiến tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn khoảng là dưới 1 km và thậm chí là có những nơi tầm nhìn xa còn giảm dưới 500 m. Còn ở vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội hay là ven biển như là Hải Phòng hay là Quảng Ninh thì sẽ có mưa nhỏ và mưa phùn làm cho đường xá trơn trượt và gây mất an toàn giao thông trong đêm nay và trong sáng ngày mai nhé các bạn nhé. Đó là những cái lưu ý ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội ạ. Về đêm nay và sáng ngày mai thì vẫn sẽ xuất hiện những cái cơn mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù. Và đến trưa chiều mai thì trời tạnh, trời chủ yếu là duy trì nhiều mây. Nhưng mà không khí sẽ ấm ẩm khi mà nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố ở phía Đông Bắc Bộ như là ở Hà Giang này, Lạng Sơn này, ở Hải Phòng hay là ở Hạ Long, Ninh Bình thì dự báo ngày mai trời sẽ ít khả năng, không có khả năng có nắng nhé các bạn nhé. Trời vẫn sẽ duy trì là nhiều mây nhưng được cái là có khoảng tạnh ráo và nhiệt độ cao nhất ở những nơi này phổ biến trong khoảng là từ 26 đến 28 độ. Còn ở phía Tây Bắc Bộ thì sẽ nắng mạnh và khá nóng khi mà ngày mai dự báo là Điện Biên Phủ hay là Sơn La thì nhiệt độ có thể lên tới là 34 độ. Không biết ở đây có bạn nào ở phía Tây Bắc Bộ, ở Điện Biên Phủ hay là ở Sơn La không ạ? Có thể cho Hoa Quỳnh cảm giác những ngày này thì thời tiết như thế nào không? Tại vì là giữa phía Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ trong những ngày này thì thời tiết khá là đối lập nhau. Ở thủ đô Hà Nội và phía Đông Bắc Bộ thì dường như là đang phải đối mặt với tình trạng nồm ẩm, có mưa nhỏ, mưa phùn, lép nhép rất là khó chịu. Còn ở phía Tây Bắc Bộ thì lại hoàn toàn trái ngược khi mà trời nắng mạnh và thậm chí là còn nóng với mức nhiệt cao trên 30 độ nữa cơ. Còn với Trung Bộ thì ngoại trừ Thanh Hóa, trong đêm nay và trong sáng ngày mai khả năng là cũng sẽ xuất hiện những cái cơn mưa mù về đêm và sáng đấy ạ. Còn ngày mai thì cũng sẽ cùng chung với cái trạng thái thời tiết như là ở phía Đông Bắc Bộ. Ở Thanh Hóa thì trưa chiều mai trời sẽ tạnh ráo nhé các bạn nhé. Trời nhiều mây với mức nhiệt ở Thanh Hóa là 27 độ. Còn các thành phố Vinh, Nghệ An trở xuống khu vực Phan Thiết của Bình Thuận đấy ạ, ở khu vực Trung Bộ thì dự báo ngày mai trời sẽ tiếp tục là nắng và nhiệt độ sẽ khá là cao khi mà duy trì trong khoảng là có nơi là tới 33 độ. Đó là những cái thông tin thời tiết ở khu vực miền Trung nhé các bạn nhé. Các bạn nào ở khu vực miền Trung thì có thể lưu ý là với Thanh Hóa thì còn có mưa nhỏ mưa phùn vào đêm và sáng sớm. Còn các nơi khác từ Nghệ An trở xuống đến Bình Thuận đấy ạ, thì dự báo ngày mai trời sẽ chủ đạo là nắng và có nơi còn cảm giác là khá nóng khi mà nhiệt độ có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì sang ngày mai trời cũng sẽ tiếp tục nắng mạnh và nóng vào trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều nhé các bạn nhé. Nhưng mà trong ngày mai thì khả năng là cái cường độ nắng ở khu vực Nam Bộ sẽ giảm bớt khi mà dự báo những ngày trước thì khắp miền Đông Nam Bộ cùng với một số nơi ở miền Tây sẽ ở cái mức nhiệt nắng nóng, nhiệt cao. Nhưng mà sang đến ngày mai thì khả năng là ở Nam Bộ sẽ ít điểm dự báo là nắng nóng hơn, khi mà chỉ có khoảng 3 điểm như là Đồng Phú này, Biên Hòa hay là ở Châu Đốc là có thể là có nắng nóng 35 độ. Còn những cái nơi khác như là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ thì nhiệt độ sẽ không vượt quá 34 độ. Và như vậy thì chúng ta cảm thấy là ở Nam Bộ đang có một trong những ngày là giảm nóng so với những ngày trước nhé các bạn nhé. Đó, nhưng mà đến chiều tối mai thì khả năng là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện những cái cơn mưa trái mùa. Và trong khi mà mưa sau một ngày nắng mạnh như vậy thì rất dễ là sẽ kèm theo những cái hiện tượng dông sét nguy hiểm. Dông lốc thì có thể làm tốc mái nhà hay là đổ cây cối, rồi là đổ cột điện, rất là nguy hiểm. Mà ở Nam Bộ thì trong những ngày vừa rồi cũng đã xảy ra những cái tai nạn, cả ở Tây Nguyên và ở Nam Bộ cũng đã xảy ra những cái tai nạn và những cái thiệt hại do dông lốc gây ra rồi. Và hy vọng là biết trước những cái thông tin này thì các bạn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chủ động phòng tránh được. Khi mà chiều tối ngày mai các bạn nhớ nhé, thì sẽ khả năng là nhiều nơi sẽ có mưa trái mùa đấy ạ, và đi kèm với các hiện tượng dông lốc và sấm sét nguy hiểm. Đó là những cái thông tin thời tiết đáng chú ý của các khu vực. Còn bây giờ thì Hoa Quỳnh sẽ trả lời câu hỏi về các địa phương mà các bạn đang muốn hỏi thông tin nhé các bạn nhé. Bạn khán giả Hoàng Thành thì có hỏi thời tiết ở khu vực Thanh Hóa ngày mai như thế nào? Ở Thanh Hóa thì trong đêm nay và trong sáng ngày mai sẽ xuất hiện những cái cơn mưa phùn nhé bạn nhé. Và đến trưa chiều mai thì mưa sẽ giảm và trời chuyển trạng thái là tạnh ráo, nhiều mây. Thanh Hóa thì khả năng là không có nắng trong ngày mai, và nhiệt độ cao nhất ngày mai là 27 độ ở Thanh Hóa nhé bạn nhé. Vâng ạ, câu hỏi của bạn Ơn Nguyễn, bạn hỏi ở thủ đô Hà Nội thì thời tiết như thế nào? Thủ đô Hà Nội sẽ có cái tiết trời là trong đêm nay và trong sáng ngày mai vẫn tiếp tục là có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đến trưa chiều mai thì ở thủ đô Hà Nội cũng sẽ có khoảng là giảm mưa và trời duy trì là nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội ngày mai cũng là 27 độ cộng với cái độ ẩm thấp nhất vào trưa mai ở thủ đô Hà Nội dự báo là vẫn trên 80%, ở khoảng là 82%, với cái tiết trời hai yếu tố. Một là độ ẩm cao như vậy cộng với mức nhiệt ngày mai là ấm lên 27 độ thì cái tình trạng nồm ẩm sẽ còn gia tăng nhé các bạn nhé. Ở thủ đô Hà Nội sẽ còn gia tăng trong ngày mai khi mà độ ẩm cộng với cả nhiệt độ đều ở mức cao như vậy. Chúng ta sẽ vẫn phải duy trì các biện pháp để phòng tránh với cái hiện tượng nồm ẩm, là chúng ta hãy hạn chế mở cửa nhé các bạn nhé. Hạn chế mở cửa thôi ạ. Và dùng các biện pháp như là nếu mà nhà nào mà có máy hút ẩm này, đối với quần áo thì chúng ta nên sấy quần áo. Nếu mà có tủ quần áo hoặc là máy sấy quần áo thì chúng ta nên sấy quần áo cho khô ráo. Chúng ta hãy dùng nhiều cái khăn khô hoặc là giấy báo hoặc là tấm bìa cắt tông để chúng ta để ở dưới sàn nhà để cho giảm bớt cái tình trạng nồm ẩm, nhất là với những cái ngôi nhà mà thấp tầng nhé các bạn nhé. Đó là những cái tư vấn mà Hoa Quỳnh có thể chia sẻ tới các bạn để các bạn có thể ứng phó với cái tình trạng nồm ẩm vẫn đang kéo dài ở khu vực miền Bắc những ngày này. Bạn khán giả Hồng Cao, bạn hỏi thời tiết ở Hưng Yên như thế nào? Hưng Yên thì dự báo là trong đêm nay và sáng ngày mai cũng sẽ tiếp tục là xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn nhé bạn nhé. Và Ngày mai thì Hưng Yên nhiệt độ cao nhất ngày khoảng là 27 độ, cộng với độ ẩm thấp nhất ở Hưng Yên và trưa mai khoảng là 78%, thì độ ẩm này cũng chỉ thấp hơn ở thủ đô Hà Nội vài phần trăm thôi, và cái tình trạng nồm ẩm cũng sẽ vẫn duy trì ở Hưng Yên trong ngày mai nhé bạn nhé. Bạn Nguyễn Tín bạn hỏi thời tiết ở Bắc Ninh. Bắc Ninh thì sáng và đêm, sáng mai và đêm nay thì cũng sẽ tiếp tục là xuất hiện những cái cơn mưa phùn. Sang đến ngày mai thì nhiệt độ sẽ cao nhất ở Bắc Ninh sẽ khoảng là 28 độ, cộng với độ ẩm vào buổi trưa ở Bắc Ninh sẽ là 85%. Với cái độ ẩm như thế này thì còn cao hơn độ ẩm ở thủ đô Hà Nội, và chúng ta thấy là khi mà trời còn ấm hơn thủ đô Hà Nội và mức độ ẩm còn cao hơn như vậy thì cái tình trạng nồm ẩm sẽ còn diễn ra ở Bắc Ninh, và khả năng là cái tình trạng này phải sang tuần sau, hoặc là để Hoa Quỳnh chờ Hoa Quỳnh một chút, để Hoa Quỳnh xem là cái tình trạng như thế này còn kéo dài đến bao giờ nhé các bạn nhé. Dự báo là đến ngày 16, là khả năng là phải đến Chủ nhật. Thì khả năng là phải đến Chủ nhật thì ở Bắc Ninh, Hà Nội hay là các thành phố, các tỉnh thành ở phía Đông Bắc Bộ thì mới giảm được cái tình trạng nồm ẩm này các bạn nhé, khi mà dự báo là trời nắng hẳn lên và nhiệt độ sẽ tăng. Đó, còn những ngày tiếp theo từ giờ cho đến cuối tuần thì chúng ta vẫn phải sống chung với tình trạng nồm ẩm này xảy ra. Bạn Phong Nguyễn bạn có hỏi thời tiết ở Lạng Sơn trong đêm nay và ngày mai như thế nào. Đêm nay thì ở Lạng Sơn sẽ tiếp tục là có mưa nhỏ, mưa phùn, và nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay ở Lạng Sơn sẽ là 21 độ bạn nhé. Sang đến ngày mai thì nhiệt độ sẽ tăng lên 27 độ, cùng với độ ẩm ở Lạng Sơn sẽ là độ ẩm ở Lạng Sơn ngày mai, độ ẩm thấp nhất khoảng là 77%. Đó, cộng với cái mức nhiệt cao nhất là 27 độ đấy ạ. Vâng ạ, xin chào Đỗ Văn Trọng, xin chào Vũ Anh Huy, xin chào tất cả các bạn nhé. Bạn Ngọc Ánh bạn có hỏi là ở miền Bắc thì khi nào mà có nắng? Vâng, như Hoa Quỳnh đã dự báo này thì khả năng là phải đến Chủ nhật cuối tuần này thì thủ đô Hà Nội cũng như là toàn miền Bắc, toàn phía Đông Bắc Bộ đấy ạ, sẽ có nắng nhiều từ sáng cho đến chiều. Còn trước đó, từ nay cho đến ngày thứ Bảy thì chúng ta vẫn khả năng là phải sống chung với cái tình trạng là mưa nhỏ, mưa phùn và nồm ẩm như thế này nhé các bạn nhé. Bạn Đông Vi bạn hỏi thời tiết ở Bắc Giang như thế nào. Ở Bắc Giang thì thời tiết cũng sẽ tương tự như ở thủ đô Hà Nội thôi ạ, và sẽ có mưa nhỏ về đêm đến sáng ngày mai. Ngày mai thì nhiệt độ cao nhất ở Bắc Giang khoảng là 27 độ, trời ấm với độ ẩm khoảng là 76%. Đào Minh Quang, bao giờ hết nồm ẩm và nắng lên vậy? Vâng, khả năng là ở khu vực miền Bắc thì phải đến Chủ nhật này thời tiết thì mới chuyển tốt lên nhé bạn nhé. Còn từ giờ cho đến cuối tuần, tức là thứ Bảy đấy ạ, thì khả năng là chúng ta vẫn phải sống chung với tình trạng nồm ẩm như thế này. Hy vọng là với những cái thông tin dự báo như thế này thì chúng ta sẽ chủ động được những cái biện pháp dọn dẹp nhà cửa này. Ngoài ra thì cũng phải lưu ý đến cái vấn đề sức khỏe trong cái giai đoạn này ạ. Nhất là những nhà nào mà có trẻ nhỏ thì chúng ta phải lưu ý là giữ gìn sức khỏe cho trẻ. Vì cái thời tiết như thế này thì rất dễ sinh ra nhiều bệnh cho trẻ nhỏ. Và nhất là những cái bệnh mà liên quan đến virus, vi khuẩn sinh sôi trong cái thời tiết như thế này. Vậy thì chúng ta hãy nhớ để ý là vệ sinh nhà cửa sạch sẽ này, thường xuyên là lau rửa sạch sẽ đồ chơi của trẻ hoặc là những cái vật dụng mà trẻ có thể là cầm nắm và thường xuyên. Ngoài ra thì cũng nên là sử dụng là máy hút ẩm hay là tủ sấy quần áo để hong khô quần áo và nhà cửa để giúp cho không khí dễ chịu hơn. Vũ Anh Huy hỏi thời tiết ở Hải Phòng thì Ngày mai đến trưa, chiều mai Hải Phòng mới có thể là tạnh mưa nhé bạn nhé. Đến đêm nay đến sáng mai thì vẫn có thể là xuất hiện những cái cơn mưa nhỏ bất chợt đấy ạ. Đó, bạn Nguyễn Sơn Tùng, bạn hỏi là thời tiết ở Hải Phòng sáng ngày mai sẽ vẫn là có mưa nhỏ mưa phùn đấy bạn nhé. Phải đến trưa chiều mai thì mưa mới giảm và trời sẽ chuyển tạnh ráo và nhiều mây. Bạn có 2 giờ giáo dục thể chất vào buổi sáng thì không biết là có thể là chuyển vào trong nhà để học cái tiết học này được không? Hy vọng là sẽ có những cái phương án để giải quyết, chứ không thì khi mà tập thể dục ở ngoài trời như thế này thì sẽ khá là vất vả đúng không ạ? Bạn Li Bi thì có hỏi thời tiết ở Nam Định như thế nào. Nam Định thì cũng cùng chung cái xu hướng thời tiết như ở phía Đông Bắc Bộ là sẽ có mưa nhỏ từ đêm nay đến sáng ngày mai bạn nhé. Đến trưa chiều mai thì mưa mới giảm và trời chuyển tạnh ráo với mức nhiệt cao nhất là 26 độ. Nhưng mà cộng với độ ẩm ở Nam Định, độ ẩm thấp nhất vào ngày mai cũng lên đến là 87%. Trời ẩm cao và cộng với mức nhiệt cũng khá cao như thế này thì sẽ gây ra cái tình trạng nồm ẩm rất là khó chịu đấy ạ. Trần Tứ bạn hỏi thời tiết ở Hà Tĩnh ngày mai như thế nào. Hà Tĩnh thì ngày mai sẽ có thời tiết đẹp nhé bạn nhé. Trời sẽ nắng từ sáng cho đến chiều này, với mức nhiệt cao nhất là 29 độ, cảm giác khá là dễ chịu. Ở Hà Tĩnh thì độ ẩm ngày mai, trưa chiều mai khoảng là 81%. Nguyễn Hoàng Long có hỏi Quảng Ninh bao giờ có nắng, thì Quảng Ninh khả năng là phải đến cuối tuần này, chủ nhật tuần này thì mới có nắng đấy ạ. Còn trước đó thì vẫn có những cái cơn mưa xuất hiện. Chủ nhật. Vũ Hồng cũng hỏi thời tiết ở Bắc Ninh bao giờ có mưa rào. Ở Bắc Ninh để Hoa Quỳnh xem nhé. Để mà có mưa rào thì ở Bắc Ninh sẽ khó có mưa rào đấy bạn ạ. Trong cái giai đoạn 7 ngày tới thì ở Bắc Ninh sẽ tiếp tục là có mưa nhỏ bất chợt về đêm và sáng trong cả 3 ngày tới nữa cơ. Thứ 5, thứ 6, thứ 7. Còn đến chủ nhật thì trời sẽ có nắng. Thứ 2 cũng có nắng nhé bạn nhé. Thứ 2 cũng có nắng, sau đó thứ 3 tuần sau trời lại sẽ chuyển lại mưa nhỏ, và đến thứ 4 tuần sau thì trời lại chuyển nắng. Đó là những cái thông báo dự báo xa cho thời tiết ở Bắc Ninh bạn nhé. Thiều Đình Hà, bạn có hỏi là thời tiết ở Thanh Hóa ngày mai có mưa không? Mưa sẽ kéo dài đến buổi sáng ngày mai ở Thanh Hóa đấy ạ. Đến trưa chiều mai thì những cơn mưa mới giảm và trời sẽ chuyển tạnh ráo và nhiều mây nhé bạn nhé. Hòa Bình, bạn Hương Hanna có hỏi là thời tiết ở Hòa Bình chủ nhật này có mưa không ạ? Còn chủ nhật này thì ở Hòa Bình sẽ có nắng nhé bạn nhé. Dự báo là trời sẽ không mưa và có nắng từ sáng cho đến chiều, với mức nhiệt cao nhất ở Hòa Bình sẽ là 27 độ. Thời tiết sẽ đẹp và khá là dễ chịu đấy ạ. Bạn Nguyễn Gia Bách, bạn có hỏi thời tiết ở Bình Phước ngày mai đã dịu nóng chưa? Ở Bình Phước ngày mai sẽ có khả năng là xuất hiện những cơn mưa trái mùa về chiều tối nhé bạn nhé. Và trưa chiều mai thì trời cũng bớt nóng, khi mà nhiệt độ cao nhất ngày mai dự báo ở Bình Phước khoảng là 34 độ thì cũng sẽ dịu nóng hơn những ngày trước rồi đấy ạ. Đó, hình như là Hoa Quỳnh đã trả lời hết những cái câu hỏi mà Hoa Quỳnh có thể nhìn thấy trong livestream này rồi. Hy vọng là những cái thông tin mà Hoa Quỳnh vừa gửi tới các bạn sẽ giúp ích cho các bạn chủ động trong kế hoạch của mình này, bảo vệ và giữ gìn sức khỏe trong những ngày thời tiết như thế này nhé các bạn nhé. Còn bây giờ thì thời lượng livestream đã kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào một buổi livestream lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.